một thương tông xòa ngang vai hai thương ê ê khoan 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 sì, xí 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 anh anh thấy ủa ủa ồ em là ca sĩ luôn hả đâu có em là mc em giới thiệu chương trình em mc anh. em là mc mà em đầu tư dữ đó hả tính trời ơi, Ôi, ơi áo dài đồ rồi quạt tím đồ rồi ra cầm mic hát như ca sĩ chuyên nghiệp rồi anh tưởng đây là live show của em mà không có một mc nào mà đến kết nhiều hộp cường đến như vậy đến trên người cả bây giờ em túm lại là em muốn làm gì đây em làm mc chung với anh thôi thì à. bây giờ em ra em hát nó dẫn dắt mà sao anh không bao giờ mà em thấy anh ủng hộ em mà anh toàn bàn ra không vậy em mc là thường người ta chỉ nói chứ dẫn chứ ít khi nào người ta cứ hát lắm mà bây giờ anh anh cũng chả thấy liên quan gì cái bài của em với cái tiết mục tiếp theo cả rồi sao không em ra em hát mười thương đó để em chuẩn bị em giới thiệu cái bài hát mới nè bài mười hát thương tiếp tục. Mười thương của em là mười thương ở đâu? Mười thương Huế. À, chúc mừng em. Em đi lạc địa chỉ rồi. Yeah. Cái bài mười thương tiếp theo nó nằm ở miền Tây em ơi. Yeah. Mà trời ơi, sắm áo dài đồ. Mười thương miền Tây là người ta phải mặc áo bà ba. Người ta phải mà búi tóc lên hay là người ta phải mang dép. Người ta đi mới là đúng. Mười thương của miền Tây. Thôi chết em rồi. Bộ đồ này em mượn 2 triệu đồng. 2 triệu trời ơi thời nghiệp phần nhỏ thôi bước lên đi anh sẽ nhờ một người khác ra đây hát lý mười thương miền tây cho em nghe mà em không biết bài này nó cũng đúng là tại vì sao cái bài này là bài mới toanh hot mới hòn họt mới ra lò oh, luôn dạ. à em biết ai rồi ai Chị Cẩm Ly chứ gì Trời ơi công nhận em giỏi thiệt Đáng tới đáng đuôi trúng phóc luôn Nè bây giờ anh nói nghe nè Bây giờ lỡ cái bộ đồ 2 triệu là không trả được Nhưng mà cái quạt này có thể gửi cho nữ ca sĩ Cẩm Ly cũng được nè Trong lúc chị hát chị nóng quá chị quạt nha Dạ rồi Vậy thì em sẽ giới thiệu để cho chị Cẩm Ly hát cho nó mát mẻ nha anh Đúng vô Cái thú vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc Mười thương miền Tây qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Cẩm Ly Hay quá vô